Chào mừng tất cả các em học sinh khối 11 đến với bài học ngày hôm nay. Bài học ngày hôm nay do các thầy cô giáo tổ ngữ văn trường Trung học phổ thông Phú Bài thực hiện. Các em thân mến, thành ngữ, điển cố là một trong những đơn vị đặc trưng của ngôn ngữ dân tộc. Thành ngữ, điển cố không chỉ là một phần quan trọng trong từ vựng mà còn là một phần tư liệu quý báu giữ gìn những giá trị văn hóa của dân tộc. Thành ngữ, điển cố được sử dụng trong lời nói hàng ngày cũng như trong tác phẩm văn chương. Nó sẽ giúp cho lời ăn tiếng nói, câu văn trở nên giàu hình tượng, có sức biểu cảm cao. Bài học ngày hôm nay, cô sẽ giúp các em rèn luyện cách sử dụng thành ngữ, điển cố một cách có hiệu quả. Chúng ta bước vào bài học. Chúng ta đến với tiết 19, bài tiếng Việt thực hành về thành ngữ, điển cố. Mục tiêu của bài học ngày hôm nay hướng đến 1. Kiến thức, củng cố và nâng cao kiến thức về thành ngữ, điển cố. Bước đầu lĩnh hội và sử dụng đúng thành ngữ, điển cố. Phân tích được giá trị biểu hiện của những thành ngữ, điển cố thông dụng. 2. Kỹ năng, rèn luyện kỹ năng nhận diện thành ngữ, điển cố trong lời nói. Rèn kỹ năng phân tích được giá trị biểu cảm của những thành ngữ điển cố thông dụng. Và cuối cùng là về tư duy, thái độ, hiểu được ý nghĩa và cách sử dụng thành ngữ điển cố trong trường hợp cần thiết. Về cấu trúc bài học này chúng ta gồm có hai phần. Phần thứ nhất là thực hành về thành ngữ, phần thứ hai là thực hành về điển cố. Chúng ta đến với phần 1 lớn, thực hành về thành ngữ. Các em đến với bài tập 1 ở trang 66 sách giáo khoa. Hãy tìm thành ngữ trong đoạn thơ sau, phân biệt với từ ngữ thông thường về cấu tạo và đặc điểm ý nghĩa. Lặn lội thân cò khi quãng vắng, eo xèo mặt nước buổi đò đông, một duyên hai nợ âu đành phận, năm nắng mười mưa dám quản công. Trích thơ Trần Tế Xương, bài thơ Thương Vợ. Các em đã tìm ra được thành ngữ nào chưa? Ở trong đoạn thơ này, chúng ta xác định được hai thành ngữ. Thành ngữ thứ nhất là một duyên hai nợ, thành ngữ thứ hai là năm nắng mười mưa. Ở thành ngữ thứ nhất, nó có nghĩa là một mình phải đảm đang công việc gia đình để nuôi cả chồng và con. Về thành ngữ thứ hai, ý nghĩa của nó là sự vất vả, cực nhọc, chịu đựng dãi dầu mưa nắng. Tiến hành so sánh giữa thành ngữ và từ ngữ thông thường thì chúng ta thấy rằng thành ngữ một duyên hai nợ có nghĩa là một mình phải nuôi cả chồng và con. Thành ngữ năm nắng mười mưa có nghĩa là làm lụng vất vả dưới nắng mưa. Như vậy, sử dụng thành ngữ so với việc dùng cụm từ thông thường thì thành ngữ ngắn gọn, cô đọng, cấu tạo tương đối ổn định qua hình ảnh cụ thể, thể hiện nội dung khái quát và có tính biểu cảm. Nhìn chung, ở đoạn thơ này, tác giả Trần Tế Xương đã sử dụng các thành ngữ như là một duyên hai nợ, năm nắng mười mưa kết hợp với các cái nguyên liệu của văn học dân gian là lặn lội thân cò, eo xèo mặt nước. Đoạn thơ có ý nghĩa, tác giả muốn nói về hình ảnh một người vợ vất vả, tần tảo, đảm đang tháo bát trong công việc gia đình, tự nguyện hy sinh cho chồng và cho con. Đó cũng là tấm lòng tri ân của ông đối với vợ của mình. Như vậy, chúng ta vừa làm xong bài tập số 1 sách giáo khoa. Bây giờ, và các em sẽ cùng đến với bài tập số 2. Phân tích giá trị nghệ thuật của các thành ngữ in đậm về tính hình tượng, tính biểu cảm, tính hàm xúc trong các câu thơ sau. Người nách thước kẻ tay đao, đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi. Một đời được mấy anh hùng, bỏ chi cá chậu chim lồng mà chơi. Đội trời đạp đất ở đời, họ Từ tên Hải vốn người Việt Đông. Những câu thơ này được trích trong tác phẩm Truyện Kiều của Nguyễn Du. Dưới đây là những gợi ý để các em đánh giá hiệu quả nghệ thuật
của những thành ngữ đã được nêu ở trên ngữ liệu. Về tính hình tượng nghĩa là gợi hình ảnh, về tính biểu cảm nghĩa là tình cảm, thái độ, đánh giá, và về tính hàm xúc là ý nghĩa sâu xa mà người nói, người viết đã gửi gắm ở các hình ảnh. Và bây giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu giá trị nghệ thuật của thành ngữ đầu tiên, đầu trâu mặt ngựa. Xét về tính hình tượng, thành ngữ này gợi nên tính chất hung bạo, thú vật, vô nhân tính của bọn sai nha. Về tính biểu cảm, nó thể hiện thái độ ghê sợ, căm ghét của tác giả. Qua câu thơ thể hiện thái độ căm ghét, ghê sợ trước sự hung bạo, thú vật, vô nhân tính của bọn sai nha, quan quân kéo đến nhà Thúy Kiều. Ở thành ngữ thứ hai là thành ngữ cá chậu chim lồng. Thành ngữ này biểu hiện cảnh sống chật hẹp, tù túng, mất tự do, qua đó bộc lộ thái độ chán ghét của nhân vật được nói đến ở trong câu thơ này. Ở thành ngữ thứ ba, đổi trời đạp đất. Về tính hình tượng, thành ngữ này gợi hình ảnh con người có tầm vóc vũ trụ, khí phách ngang tàng, làm những việc phi thường, qua đó bộc lộ thái độ ngợi ca và ngưỡng mộ của tác giả. Thể nói về lối sống, hành động tự do, không chịu khuất phục uy quyền của người anh hùng Từ Hải. Như vậy, qua 5 thành ngữ mà chúng ta vừa mới phân tích, thì các em đi đến nhận định chung cho cô. Thành ngữ là những cụm từ cố định có giá trị nổi bật về tính hình tượng, tính khái quát và tính biểu cảm. Qua những bài tập mà chúng ta vừa thực hiện ở phần trước, bây giờ các em hãy nêu ra cho cô những kết luận như sau. Một là nêu khái niệm về thành ngữ. Hai là những đặc điểm và tác dụng của thành ngữ. Và ba là có mấy loại thành ngữ được phân theo cấu tạo. Kết luận thứ nhất về khái niệm. Thành ngữ là những cụm từ cố định được hình thành trong lịch sử và tồn tại dưới dạng sẵn có, được sử dụng nguyên khối, có ý nghĩa biểu đạt và chức năng sử dụng tương đương với một từ hoặc một cụm từ tự do. Về đặc điểm và tác dụng, tính hình tượng là cách nói có hình ảnh, tính khái quát có ý nghĩa sâu xa, và tính biểu cảm nó bộc lộ được thái độ, tình cảm của người nói, người viết. Để phân loại thành ngữ theo cấu tạo, chúng ta phân ra thành một số loại như sau. Thành ngữ đối là thành ngữ có hai vế đối xứng với nhau, ví dụ như mẹ tròn, con vuông. Thành ngữ so sánh là ở hai vế có mối quan hệ so sánh như là khỏe như voi, xấu như ma. Thành ngữ thường là những thành ngữ được tạo như một cụm từ bình thường, ví dụ chữ thầy lại trả thầy. Cô sẽ đưa ra một số ví dụ về một số câu văn có sử dụng thành ngữ. Ví dụ thứ nhất, tình hình thì khẩn trương, vậy mà mấy ông cứ băng chân như vậy. Trích ở trong tác phẩm Hòa Vang của Nguyễn Khải. Ví dụ thứ hai, bạc hạnh vì tiền mà làm nghề buôn thịt bán người, sở khanh vì tiền mà tán tận lương tâm. Trích bài phê bình và tiểu luận của tác giả Hoài Thanh. Sau đây, cô sẽ lấy thêm một số ví dụ qua một số văn bản mà các em đã được học. Những ví dụ này đều có những cái thành ngữ và cô sẽ chỉ ra ý nghĩa của những thành ngữ ấy. Trước xe quân tử tạm ngồi, xin cho tiện thiếp lạy rồi sẽ thưa.
Chút tôi liễu yếu đào thơ, giữa đường lâm phải bụi dơ đã phần, trích truyện Lục Vân Tiên. Thành ngữ ở trong cụm thân câu thơ này là liễu yếu đào thơ, để nói về thể chất của người con gái mềm mại, yếu ớt. Ví dụ thứ hai, làm ơn há để trông người trả ơn, nay đã rõ đặng nguồn cơn, nào ai tính thiệt so hơn làm gì, nhớ câu kiến nghĩa bất vi, làm người thế ấy cũng phi anh hùng. Thành ngữ ở đây là kiến nghĩa bất vi, là có ý nghĩa thấy việc nghĩa không làm, ý nói thấy việc nghĩa mà bỏ qua không làm thì không phải là một người anh hùng. Chúng ta đến với ví dụ thứ ba. Xót người tựa cửa ôm mai, quạt nồng ấp lạnh những ai đó giờ, sân lai cách mấy nắng mưa, có khi gốc tử đã vừa người ôm, trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Thành ngữ là quạt nồng ấp lạnh. Ý nghĩa của thành ngữ này là mùa hè trời nóng nực thì phải quạt cho cha mẹ ngủ, mùa đông trời giá lạnh thì nằm vào trước trong giường để khi cha mẹ ngủ chỗ đã ấm sẵn. Ý cả câu nói về sự lo lắng, không biết ai sẽ phụng dưỡng chăm sóc cho cha mẹ khi Kiều không ở gần. Như vậy, chúng ta vừa mới hoàn thành nội dung phần thứ nhất là thực hành về thành ngữ. Bây giờ cô và các em sẽ cùng chuyển sang phần thứ hai của bài học ngày hôm nay, thực hành về điển cố. Chúng ta đến với bài tập thứ nhất ở phần thực hành điển cố là bài tập số 3 trang sách trong sách giáo khoa trang 66. Đọc lại chú thích về những điển cố được in đậm ở hai câu thơ sau trong bài Khóc Sương Khuê và cho biết hai điển cố này gợi lại chuyện gì, nêu ý nghĩa. Sương kia treo cũng hững hờ, đàn kia gảy cũng ngẩn ngơ tiếng đàn, trích Khóc Sương Khuê. Hai câu thơ này tác giả đã sử dụng đến hai điển cố là giường kia và đàn kia. Hai điển cố này gợi ra những câu chuyện từ thời xưa. Câu chuyện thứ nhất là Trần Phồn thời Hậu Hán đã dành riêng cho bạn của mình là Từ Chỉ một cái giường, khi bạn đến chơi thì mời ngồi, lúc bạn về lại treo giường lên. Ở câu chuyện thứ hai là Bá Nha là người chơi đàn giỏi, Tử Kỳ lại có tài nghe tiếng đàn của Bá Nha mà hiểu được ý nghĩ ở trong lòng của bạn. Sau khi Tử Kỳ chết, Bá Nha đã treo đàn lên không gảy nữa. Qua hai cái điển cố này, người viết muốn khẳng định tình bạn thắm thiết, keo sơn của mình với người đã khuất, đó là của tác giả Nguyễn Khuyến với Dương Khuê. Chúng ta đến với bài tập tiếp theo, bài tập số 4, trang 67. Mời tất cả các em hãy mở sách giáo khoa ra và cùng theo dõi yêu cầu của đề bài. Hãy dựa vào chú thích trong các văn bản đã học. Hãy phân tích tính hàm xúc, thâm thúy của điển cố trong những câu thơ sau. Sầu đông càng lắc càng đầy, ba thu dọn lại một ngày dài ghê. Nhớ ơn chín chữ cao sâu, một ngày một ngã bóng dâu tà tà. Khi về hỏi liễu trương đài, cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay. Bấy lâu nghe tiếng má đào, mắt xanh chẳng để ai vào có không? Những câu thơ này đều được trích trong truyện Kiều của Nguyễn Du. Như vậy, ở đây bốn cặp câu thơ đưa ra cho chúng ta bốn điển tích. Đó là các điển tích ba thu, chín chữ, liễu trương đài và mắt xanh. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu ý nghĩa của từng điển cố một. Điển cố thứ nhất là ba thu. Đây là điển cố trong kinh thi, nghĩa là nhất nhật bất kiến như tam thu hề, một ngày không gặp dài như ba mùa thu. Điển cố này có ý nghĩa là niềm thương nhớ tương tư của Kim Trọng dành cho Thúy Kiều. Điển cố thứ hai là điển cố chín chữ. Điển cố này cũng được trích ở kinh thi, nói về công lao của cha mẹ. Công sinh là sinh ra, cúc là nâng đỡ,
phủ là vuốt ve, xúc là cho ăn, cho bú mớm, trưởng là nuôi lớn, dục là dạy dỗ, ố là trông nom, phục là uốn nắn và phúc là che chở. Như vậy, điển cố chín chữ này ý nói Kiều tưởng nhớ đến công lao của cha mẹ đối với mình mà đau xót cho bổn phận làm con. Tròn. Ở điển cố thứ ba, Liễu Trương Đài, Kiều đang mường tượng ra cảnh Kim Trọng trở lại thì nàng đã thuộc về người khác mà xót xa cho chàng Kim. Và cuối cùng là điển cố Mắt Xanh. Điển cố này do Nguyễn Tịch đời Tấn, quý ai thì tiếp bằng mắt xanh. Từ Hải mượn điển cố ấy để bày tỏ lòng quý trọng, đề cao phẩm giá của nàng Kiều. Qua những bài tập mà chúng ta vừa phân tích, các em đi đến phần thứ hai là kết luận. Ở phần kết luận này, các em đưa ra cho cô các kết luận về những nội dung như sau. Một là khái niệm về điển cố, hai là đặc điểm và tác dụng của điển cố. Kết luận thứ nhất, khái niệm về điển cố. Điển cố là những sự vật, sự việc trong sách vở đời trước hoặc trong đời sống văn hóa dân gian được người đời sau dẫn ra trong thơ văn để thể hiện những nội dung tương ứng. Đặc điểm và tác dụng. Về hình thức, không có hình thức ổn định, có thể dùng từ, ngữ, nhắc để gợi được sự kiện cũ. Về nội dung ý nghĩa, có giá trị tạo hình tượng, hàm xúc và biểu cảm. Cô sẽ nêu ra một số ví dụ để các em thấy. Ví dụ điển cố trong thơ văn: thị thơm thị giấu người thơm, chăm làm thì được áo cơm cửa nhà, đẽo cày theo ý người ta sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì, trích trong Chuyện cổ nước mình của tác giả Lâm Thị Mỹ Dạ. Như vậy, muốn lĩnh hội hay sử dụng điển cố, ta cần phải có vốn sống và vốn văn hóa, kiến thức phong phú. Điển cố thông thường được sử dụng trong văn học trung đại, còn gọi là văn học cổ. Để củng cố cho kiến thức của bài học này, cô sẽ tổ chức một trò chơi. Và bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi đuổi hình bắt chữ. Các em nhìn vào hình ảnh này, các em có thể đoán ra được đây là thành ngữ gì? Đây là thành ngữ mẹ tròn con vuông. Ý nghĩa của thành ngữ này nghĩa là sinh nở bình an, mẹ con đều khỏe mạnh. Chúng ta có thể vận dụng trong cuộc sống như là chúc chị mẹ tròn con vuông. Ở hình ảnh này, các em đã nhận ra thành ngữ gì chưa? Cô dành cho các em 30 giây để tìm ra thành ngữ này nhé. Đó là thành ngữ nước đổ đầu vịt. Ý nghĩa của thành ngữ này đó là không nhận thức được, không chịu tiếp thu những lời nói, những ý kiến của người khác. Và trong cuộc sống ta thấy thành ngữ này khá là phổ biến. Cô lấy ví dụ như là nói với nó cũng như nước đổ đầu vịt, chẳng ăn thua gì. Các em thấy hình ảnh này như thế nào? Nó liên quan đến một thành ngữ rất quen thuộc. Các em đã biết đó là thành ngữ nào chưa? À, đó là thành ngữ ếch ngồi đáy giếng. Ý nghĩa của thành ngữ này nghĩa là hiểu biết thì hạn hẹp mà lại hoanh hoang. Và chúng ta có thể lấy cái thành ngữ này áp dụng vào trong lời nói hoặc là bài viết của mình. Cô ví dụ như sau: nó chỉ là kẻ ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết gì đâu.
Còn đây, ở hình ảnh này các em nghĩ đến thành ngữ nào? Đó là thành ngữ bảy nổi ba chìm. Ý nghĩa của thành ngữ này nói về sự lận đận, long đong, vất vả. Ví dụ, cuộc đời chị ấy đúng là bảy nổi ba chìm. Bây giờ các em quan sát hình ảnh này và cho cô biết nó gợi ra điển cố gì. Đó là điển cố cưỡi ngựa xem hoa. Điển cố này có ý nghĩa là xem hoặc làm việc gì đó qua loa, đại khái. Ví dụ như khóa học này cũng chỉ cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Ở hình ảnh này, các em nghĩ đến điển cố gì? Đó là điển cố sức trai phù đổng. Điển cố này có ý nghĩa nói về sức mạnh diệu kỳ làm nên chuyện lớn, gợi ra câu chuyện của thánh gióng, phải không nào? Chúng ta có thể ví dụ như là lớp trẻ đang tấn công vào những lĩnh vực mới với sức trai phù đổng. Và ở hình ảnh tiếp theo, các em liên tưởng đến điển cố nào? Em chú ý cái mũi tên, đó là điển cố gót chân asin. Điển cố này có ý nghĩa là điểm yếu của mỗi người. Và ta lấy ví dụ như là nhát gan chính là gót chân asin của anh ta. Như vậy chúng ta vừa kết thúc bài học của ngày hôm nay. Trước khi các em nghỉ, cô muốn củng cố và dặn dò các em một số điều đáng lưu ý. Thứ nhất, các em cần nắm vững cấu tạo và tác dụng của thành ngữ và điển cố. Công việc về nhà của các em là phải giải quyết tất cả các bài tập còn lại để nâng cao kỹ năng vận dụng thành ngữ và điển cố, sưu tầm thêm những thành ngữ, điển cố hay trong cuộc sống. Các em chuẩn bị bài mới về chủ đề văn chính luận trung đại, có các bài như là chiếu cầu hiền và xin lập khoa luật. Bài tiếp theo là đặc điểm của văn chính luận trung đại. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tất cả các em và chúc các em có một bài học thật ý nghĩa.